Hello, xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của Fit Gear Shop. Lại là mình đây. Hôm nay mình sẽ quay trở lại để mở hộp một chiếc tai nghe True Wireless mới nhất đến từ hãng Sabat. Sau thành công của Sabat X12 Ultra, M12 Ultra và M12 Ultra Creator, nay Sabat đã ra mắt thêm một dòng sản phẩm dành cho game thủ mang tên Sabat G12 Elite. Khá là ấn tượng khi G12 hãng sản xuất dành cho các game thủ nên màu sắc và tên gọi của nó đều có ý nghĩa trong game. Màu Harmony là hài hòa, màu vàng được lấy cảm hứng từ bậc thầy giỏi sử dụng kiếm trong các trò chơi, tôn vinh đến sự hài hòa của thanh kiếm và chủ. Màu Defense là phòng thủ xanh lá, lấy cảm hứng từ hỗ trợ tốt nhất trong MOBA, sử dụng linh hồn và tất cả để bảo vệ đồng đội cho dù hy sinh. Màu Unity là thống nhất xanh lam, truyền cảm hứng từ cung thủ, những người sử dụng tốt mũi tên trong trò chơi với khả năng nhắm bắn chuẩn và chính xác để tiêu diệt mục tiêu. Màu Trust là chân lý đỏ cam, truyền cảm hứng bởi những chiến binh nhanh nhẹn, kiếm sĩ trong trò chơi, đại diện cho gió bão cùng với một trái tim chân lý và luôn vì chính nghĩa. Màu Challenger là thử thách, màu tím, lấy cảm hứng từ đấu sĩ trong trò chơi, đây là nhân vật đáng sợ nhất, có sức mạnh sấm sét tím, luôn tìm kiếm sức mạnh và thách đấu với những người giỏi nhất. Giờ mình sẽ mở hộp màu Harmony, màu vàng. Một chiếc hộp cực kỳ là cầu kỳ và chỉnh chu đúng không ạ? Sách hướng dẫn in cả tiếng Anh và tiếng Hoa luôn. Ear tip thì khá là đầy đủ size. Hộp đựng gồm có dây sạc Type C, sạc nhanh chỉ với 1 giờ. Một túi da màu đen in logo Sabat với hai đầu dây rút. Hộp sạc màu đen bóng. Thời lượng pin tổng thể lên đến 30 giờ. Hộp sạc của Sabat G12 Ultra có hỗ trợ sạc không dây. Phụ kiện kèm theo của G12 khá là đầy đủ. Đặc biệt, khi mua hàng tai nghe Sabat tại Fit Gear Shop, bạn còn được tặng thêm một cây silicone và một cốc sạc cho tai nghe. Giờ chúng ta nói tới nhân vật chính. Wow, rất là đẹp đúng không mọi người? Housing G12 được thiết kế in-ear vừa vặn với khuôn tai. Lớp vỏ ngoài được hoàn thiện bằng kim loại bóng với nhiều họa tiết sơn lên màu sắc khác nhau, thật sự rất là bắt mắt. G12 hỗ trợ chuẩn Bluetooth 5.0 ổn định. Cốt Qualcomm Abetix cung cấp âm thanh làm giảm độ trễ tiếng xuống thấp nhất để có thể đồng bộ với nội dung trên màn hình khi chơi game hay coi YouTube. Sabat G12 tích hợp chip giải mã AAC khiến âm thanh đi qua được giải mã và nâng cấp lên đến 128 kHz/giây. Sabat G12 với Qualcomm CVC cung cấp tính năng Clear Voice Capture khiến việc đàm thoại trong lúc chơi game sẽ trở nên rõ ràng nhiều hơn. Với công nghệ Miro CVC 8.0, tiếng ồn từ môi trường sẽ được lọc thông minh thông qua chức năng khử tiếng ồn khi đang nghe gọi điện thoại. Chuẩn IPX kháng bụi và mồ hôi khi vận động tập luyện thể thao. Dễ dàng điều khiển với nút vật lý tích hợp trên tai. Sabat G12 chức năng Dual Energy sử dụng đập lọc từng tai. Nhấn một lần duy nhất để phát, dừng nhạc, nhận cuộc gọi và tắt cuộc gọi. Nhấn 2 lần liên tiếp để qua bài đối với tay phải và 2 lần lùi bài hát đối với tay trái. Nhấn 3 lần liên tiếp để tăng âm lượng đối với tay phải.
3 lần liên tiếp để giảm âm lượng đối với tay trái. Nhấn 4 lần liên tiếp để chuyển chế độ Duo Mode một cách thông minh từ nghe nhạc qua chơi game. Nhấn giữ 2 giây để gọi trợ lý ảo. Vừa rồi mình đã mở hộp và hướng dẫn sử dụng tai nghe Sabat G12 Elite. Mình sẽ làm video tiếp theo để trải nghiệm sản phẩm. Các bạn nhớ sub kênh YouTube và đón xem video tiếp theo của mình. Dưới đây mình sẽ để link sản phẩm để các bạn có thể dễ dàng chọn lựa và mua hàng. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.